Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm phi lợi nhuận tên phần mềm là hình thức trách nghiệm.vn phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn kiến thức học câu hỏi trách nghiệm để dự thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức ôn tập dự thi nâng ngạch công chức ôn tập dự tuyển công chức viên chức các bạn học câu hỏi trách nhiệm cho tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo quyết định 3309 và các bạn học câu hỏi trách nhiệm cho tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính theo quyết định 3304 các bạn có nhu cầu kết nối Zalo với thầy giáo, à, thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 595 hoặc 0943 123 để được hướng dẫn. Sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được các tin nhắn video bài giảng. Các bạn xem video bài giảng miễn phí. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm như sau. À, các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính. À, sau đó các bạn gõ vào thành dòng địa chỉ http dấu hai chấm gạch chiếu gạch chéo hình thức trắc nghiệm chấm vn chú ý bây giờ trình chỉ, trình duyệt nó bảo mật rất cao cho nên các bạn phải gõ thêm cái cụm từ http dấu hai chấm gạch chiếu gạch chiếu hình thức trắc nghiệm chấm vn đó sau đó xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi Để các bạn có cái danh mật khẩu ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi à, thí dụ hôm nay các bạn có cái danh mật khẩu tại mục số 3 môn kích thức chung ôn tập dự tuyển công chức cấp xã. À, thì các bạn để con trỏ tại mục số 3, các bạn có cái danh mật khẩu tại mục số 2, các bạn để con trỏ tại mục số 2. Các bạn có cái danh tại mục số 1 thì các bạn để con trỏ tại mục số 1. À, sau đó các bạn nhấn nút trái một lần và à, xuất hiện cái giao diện để các bạn nhập ký danh mật khẩu à, ký danh mật khẩu thì các bạn phải bí mật khi các bạn có. Vì sao lại bí mật vì người khác biết được đăng nhập phần mềm các bạn sẽ bị xung đột với các bạn các bạn không đăng nhập được. Sau đó vào phần mềm các bạn đọc một danh mục khá khá nhiều gần 200 tài liệu cho các bạn lựa chọn. Các bạn chỉ lựa chọn những cái tài liệu các bạn cần để các bạn ôn tập và các bạn có thể lựa lựa chọn thêm các tài liệu khác để các bạn học để các bạn có thêm kiến thức. Vì các bạn học là để các bạn có kiến thức vượt qua kỳ thi. Rồi các bạn học lại có kiến thức để khi trúng tuyển các bạn làm việc tốt hơn thì bây giờ học theo cái phương pháp như thế nào là tốt nhất để kỳ thi chính thức diễn ra ra đề cứu gì các bạn cũng làm được đó là phương pháp học các bạn phải hiểu nội dung các bạn cứ bình tĩnh di chuyển từ trên xuống dưới để tìm cái tài liệu các bạn cần các bạn phải học theo hiểu nội dung rồi rèn luyện phương pháp tư duy kỹ năng thực hành trên máy tính kỹ năng thi thực hành trên phần mềm của thầy rồi các bạn có năng lực tư duy để kỳ thi chính thức diễn ra ra đề cứ gì các bạn cũng làm được Thí dụ hôm nay tôi giới thiệu với các bạn à, Các bạn học câu hỏi cho thông tư 06 Của Bộ Nội vụ ban hành ngày 2 tháng 12 năm 2020 Là quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển, công chức viên chức, thi nâng ngạch công chức vân v, v. À, Phải học cái tài liệu này chẳng hạn thì các bạn phải học như thế nào Thì các bạn để con trỏ tại cái mục à, câu hỏi trách nghiệm cho thông tư 06 Các bạn nhấn nút trái một lần sau đó các bạn à, à, di chuyển con trỏ xuống phía dưới để các bạn tìm thấy cái thực đơn đó thì các bạn tìm thấy cái thực đơn à, nộp bài kết thúc nộp bài kết thúc đó học lần đầu tiên thì các bạn chưa cần phải làm bài các bạn cứ kích chuột vào finish ở góc tay trái màn hình để các bạn à, nộp bài kết thúc đó ví dụ như xuất hiện cái thực đơn này các bạn à, thực hiện đề thi bắt đầu làm bài kiểm tra xuất hiện start thì các bạn nhấn vào start và bắt đầu à, học lần đầu thì chưa cần phải lầm bài à, các bạn nhìn sang tay trái màn hình có chữ finish là nộp bài sớm này học lần đầu này à, nộp bài sớm khi các bạn hoàn thành finish có nghĩa là hoàn thành bên tay trái màn hình đây nhấn nút trái một lần à, sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới à, để các bạn tìm thấy à, cái thực đơn À, có chữ nộp bài và kết thúc chữ nộp bài kết thúc xác nhận một lần nữa nộp bài kết thúc thì sau đó các bạn nạp dữ liệu bó các bạn à, khi mà à, các bạn thi thử à, cho từng tài liệu là tốt nhất à, chúng ta thi thử từng tài liệu chúng ta nắm tốt rồi chúng ta chuyển tài liệu khác à, như vậy như thế nào là phương án đúng là nó đúng như nội dung trong tài liệu như thế nào là sai là nó nội dung đó sai với tài liệu nội dung đó không có trong tài liệu à, đây là cái kinh nghiệm dạy à, đại học À, của thầy thầy thấy rằng là phương pháp học tốt nhất là một cái tài liệu phải chia ra làm nhiều ý nhỏ mỗi một ý nhỏ là một câu hỏi trắc nghiệm để giải quyết câu hỏi trắc nghiệm đó căn cứ vào đâu à, là các bạn giải quyết được thì cái thời thời gian học ít nhất mà các bạn nắm được tốt nhất chứ còn tránh chạy xô đi tìm câu hỏi trắc nghiệm để học học bao giờ cho hết được và tránh cái việc chỉ đọc tài liệu không thôi thì chắc chắn kỳ thi diễn ra là các bạn lung túng cho nên các bạn phương pháp của thầy đưa ra cho các bạn là sinh viên học là phải hiểu nội dung thì khi đó các bạn ra trường các bạn làm việc mới tốt được và đặc biệt là cái năng lực tư duy rồi năng lực ứng dụng của thực tiễn là những ý mà để các bạn phải rèn luyện và kỳ thi thì các bạn phải làm được câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên vì kỳ thi mà phải cạnh tranh nhau chỉ tiêu mà thì chúng ta phải làm là câu hỏi phân loại học viên để loại câu hỏi nhận biết chúng ta vẫn làm được còn các bạn chỉ làm được câu hỏi nhận biết không thôi thì thì chưa làm là câu hỏi mang tính chất phân loại học viên thì kỳ thi chính thức diễn ra thì các bạn đạt kết quả sẽ không cao và đôi khi là bị rớt đó các bạn chú ý các bạn phải phấn đấu ngày sau đây tôi sẽ minh họa phương pháp học như sau các bạn đọc kỹ nội dung câu hỏi thí dụ các bạn đọc là trường hợp thí sinh dự thi đến chậm quá bao nhiêu phút tính từ khi bắt đầu à, giờ làm bài thi thì không được dự thi Phương án A là 30 phút, phương án B 35 phút, phương án C 20 phút, phương án D 15 phút. Thì đây là cái thông tin các bạn cần nắm quy định trong thông tư 06 để các bạn không may bị kẹt tàu xe hay các bạn ngủ ngủ quên dậy muộn chẳng hạn thì các bạn đến chậm bao nhiêu các bạn cứ mạnh dạn các bạn đến thì theo điều 1 thì đến chậm 30 phút thì các bạn vẫn được vào phòng thi. Đó, các bạn phải chú ý nhưng mà đã đi thi thì không nên đi chậm vội vàng lắm thì các bạn nên chủ động đến trước kỳ thi trước giờ thi. Đó, các bạn nên đi sớm một chút để đảm bảo chúng ta nghỉ ngơi một chút để tốt hơn. Chứ không nên là nhưng mà trường hợp đặc biệt không may nó xảy ra thì các bạn phải nắm được cái quy chế đây này. Đến chậm quá bao nhiêu phút tính từ khi bắt đầu làm bài thi thì không được vào dự thi. Như vậy theo ấy là quá 30 phút đó thì các bạn để ý là các bạn đến chậm quá 30 phút thì không được dự thi còn từ 30 phút trở lại thì các bạn vẫn được dự thi đó thì các bạn phải chú chú ý như vậy thì như vậy ở đây hỏi là đến chậm à, từ bao nhiêu phút trở đi đó thì câu hỏi của các bạn đây là đến chậm à, có 30 phút thì không được dự thi đó thì các bạn phải chú ý là cái cái thông tin như vậy căn cứ vào đâu thì lại là quá 30 phút thì không được dự thi đó thì căn cứ vào cái điều một để các bạn đến câu hỏi ở đây là uh, các bạn đến chậm quá nhé có chữ quá này quá bao nhiêu phút đó chúng ta để ý quá bao nhiêu phút thì ở đây là quá 30 phút thì căn cứ điều một thì các bạn kích chuột vào file các bạn tìm đến điều một thì đây là một cái thông tư ban hành quy chế tổ chức thi xét tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức hoặc xét thăng hạng vân vân rất nhiều cái Công việc ở đây à, Thông tư 06 đây à, Các bạn thấy thì các bạn nắm Để các bạn biết được Không may mình rơi vào cái trường hợp là đi chậm Thì đi chậm quá 30 phút Thì không được vào thi rồi Kể từ khi mà làm bài thi à, Các bạn để ý như vậy để các bạn nắm Thì căn cứ điều 1 Thì theo thầy các bạn chỉ cần học Những cái điều uh, liên quan đến uh, Thí sinh thôi Còn liên quan đến uh, Đến uh, ban giám khảo ban chấm thi thì các bạn có thể không cần học đó các bạn chỉ cần học cái bộ phận của các bạn như là điều một là quy định đối với thí sinh thì tại khoản một à, các bạn nên là phải có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định thì các bạn nên có mặt tại phòng thi ít nhất là đúng giờ quy định để cho nó tạo cái tâm lý thoải mái còn trong trường hợp đến muộn thì các bạn phải chú ý tại khoản một này trang phục gọn gàng văn minh À, lịch sử, như vậy các bạn à, đi thi các bạn phải ăn mặc trang phục quận gàng văn minh lịch sử à, Trường hợp thí sinh dự thi đến chậm quá, à, quá 30 phút Đó, quá 30 phút, chúng ta để ý trực quá, tức là từ 31 trở lên hơn 30 là quá rồi Tính từ khi bắt đầu à, giờ làm bài thi thì không được dự thi Đó, thì đây các bạn phải nắm được cái, cái ý này à, Để các bạn thấy rằng là à, các bạn À, cái file này eh, các bạn lấy ở đâu Các bạn tải trên Google Rồi các bạn lưu vào máy tính của các bạn Mỗi khi học các bạn mở lên Coi như mình học song hành eh, Mở lên nó trên lớp văn hình Thì các bạn chỉ mũi tên chuột và nút dấu trừ à, Điều khiển cửa sổ eh, Các bạn nhấn nó trái một lần thì nó thu nhỏ Các bạn lại chỉ mũi tên chuột và biểu tượng à, thu nhỏ Nhấn nó trái nó lại mở lên Đối với cửa sổ Windows Thì nó nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn Macbook nằm bên tay trái Đó như vậy căn cứ điều 1 khoản 1 của điều 1 thì đến chậm quá 30 phút thì các bạn không được vào dự thi. Đó, các bạn nắm được cái thông tin như vậy quy quy chế nó như vậy mà. Đó. Thì đến nghe câu tiếp theo là thí sinh ngồi đúng chỗ uh, theo số báo danh. Như vậy các bạn sẽ ngồi uh, đúng chỗ theo số báo danh và để giấy tờ lên mặt bàn uh, các loại uh, để uh, giám các giám thị phòng thi và các thành viên trong hội đồng kiểm tra thì gồm giấy tờ nào giấy tờ A là thẻ căn cước công dân hoặc là một trong các giấy tờ khác à, tùy thân hợp pháp để có dán ảnh phương án C giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân phương án D giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác thiếu à, có dán ảnh à, một trong các giấy tờ khác là phải có dán ảnh đó, các bạn để ý như vậy thì ở đây ta thấy phương án a phương án b phương án c đều nằm trong phương án d Đó, cho nên chúng ta phải chọn phương án d Đó, loại câu này là như vậy nè như vậy các bạn có thể để giấy tờ lên mặt bàn à, khi các bạn ngồi đúng chỗ theo số báo danh thì các bạn để chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác à, có gian ảnh căn cứ điều một đó, các bạn lại mở file, các bạn tìm đến điều 1. À, rồi đến câu tiếp theo là các bạn à, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi thức kẻ bút viết để làm bài thi và một số loại thuốc mà thí sinh à, dự thi có. À, có loại thuốc nào? Loại thuốc là phải có à, phương án A, đơn thuốc của bác sĩ phải mang theo hay là phương án B, bệnh án phải mang theo cả ba phương án, phương án d hóa đơn mua thuốc phải mang theo. thì như vậy căn cứ điều 1 thí sinh mang theo thuốc thì yêu cầu phải mang theo bệnh án phải mang theo. thì các bạn với với được mang cái thuốc cái vào căn cứ vào bệnh án phải mang theo để giám thị cho phép các bạn mang mang thuốc vào phòng thi. thế rồi đến đây thí sinh không được mang vào phòng thi những gì thì phương án B, điện thoại di động này, máy ghi âm này, máy ảnh này, máy vi tính này. Phương án C các phương tiện kỹ thuật thu phát truyền tin. Phương án D các phim, các phương tiện uh, sao lưu dữ liệu, thiết bị chữ đựng truyền tải thông tin và các loại giấy tờ uh, tài liệu có liên quan đến nội dung thi. Như vậy là B, C, D đều là uh, các vận dụng không được mang vào phòng thi. Cho nên các bạn chọn phương án cả, A cả ba phương án đó tức là có ba phương án đúng thì các bạn chọn cả ba phương án nếu có một phương án sai thì các bạn loại cả ba phương án căn cứ điều 1 thì các bạn có thể kiểm tra lại các bạn căn cứ điều 1. thì các các bạn thấy là à, tài khoản 4 này chỉ được mang vào phòng thi thước kẻ bút vẽ vân vân đó như vậy các bạn chỉ được mang những những vật dụng đấy vào thôi à, và câu tiếp theo là phương án nào à, là thí sinh không được mang vào phòng thi À, đây là hỏi là phương án nào thí sinh không được mang vào phòng thi thì phương án a máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản không có thể nhớ phương án b com tẩy thước kẻ thước tính phương án c bút viết bút chì phương án d điện thoại di động thì căn cứ điều 1 thì điện thoại di động không được mang vào phòng thi cho nên phương án a b c là những vận dụng được mang vào phòng thi À, như vậy các bạn vào phòng thi các bạn được mang bút vít, bút chì compa tẩy thước kẻ thước tính máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản không có thể nhớ à, như vậy A B C là các phương án được mang vào phòng thi phương án D điện thoại di động không được mang vào phòng thi à, câu tiếp theo là phương án nào là thí sinh không được mang vào phòng thi ngoại trừ phương án A điện thoại di động, phương án B máy tính, phương án D máy ảnh, à, phương án C máy ảnh, phương án D máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thể nhớ. Thì câu hỏi ở đây là phương án nào thí sinh không được mang vào phòng thi ngoại trừ. À, các bạn phải chú ý chữ ngoại trừ về logic. Như vậy không được mang vào phòng thi. Thì ở đây có bốn phương án thì các bạn tìm ra ba phương án là không được mang vào phòng thi. Thì phương án còn lại chính là phương án ngoại trừ. Đó, thì loại câu này mang tính chất logic thì các bạn phải chú ý cái từ này. Chúng ta phương pháp làm loại câu này là tìm ra ba phương án là được không được mang vào phòng thi thì phương án còn lại chính là phương án ngoại trừ. Như vậy trong câu này phương án D máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thể nhớ là các bạn được mang vào phòng thi. Đó, còn ba phương án A, B, C, điện thoại di động, máy vi tính, máy ảnh là không được mang vào phòng thi. Đó, cái loại câu này các bạn chú ý như vậy. À, tương tự như câu tiếp theo, phương án nào là thí sinh được mang vào phòng thi ngoại trừ thì chúng ta phải tìm ra ba phương án là được mang vào phòng thi. thì Phương án còn lại sẽ là phương án ngoại trừ. Như vậy chúng ta thấy là phương án, à, phương án A máy tính bỏ túi không có chức năng soạn tạo văn bản không có thể nhớ là được mang vào phòng thi. Phương án C, com 3, tẩy, thức kẻ, thức tính được mang vào phòng thi Phương án D, bút viết, bút chỉ được mang vào phòng thi Phương án còn lại máy, là các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi là không được mang vào phòng thi Thì đây chính là phương án ngoại trừ à, trong câu hỏi này, để trả lời câu hỏi này đó. Thì như vậy các bạn sẽ thấy là à, phương án nào là thí sinh được mang vào phòng thi ngoại trừ Thì cái câu hỏi này đến đây các bạn có dữ liệu rồi là các bạn tự giải quyết được phương án A điện thoại di động phương án B thước kẻ tẩy à, à, compa tẩy thước kẻ thước tính bút chì bút viết máy tính bỏ túi không có chức năng sáng tạo văn bản không có thể nhớ như vậy B C D đều được mang vào phòng thi suy ra phương án A điện thoại di động là ngoại trừ à, không được mang vào phòng thi à, câu tiếp theo phương án nào là thí sinh được mang vào phòng thi ngoại trừ phương án a hộ chiếu, phương án b điện thoại di động, phương án c thẻ căn cước công dân, phương án d thẻ đảng viên như vậy hộ chiếu thì các bạn được mang vào phòng thi, căn cước công dân các bạn được mang vào phòng thi, thẻ đảng viên các bạn có thì các bạn được mang vào phòng thi ngoại trừ ba cái phương án này ra còn lại phương án điện thoại di động là không được mang vào phòng thi đó các bạn thấy tuyệt vời không này? các bạn phải hiểu nội dung. À, rồi từ khi cái hiểu nội dung là các bạn sẽ làm được bài Đó, Thí dụ như bài thi chỉ được viết bằng một loại mực nào Và có màu gì Thì phương án A màu xanh hoặc màu đen Phương án B màu tím Phương án C màu đen Phương án D màu xanh Căn cứ điều 1 Thì các bạn có thể kiểm tra lại à, điều 1 để, để các bạn thấy là à, các bạn à, được à, viết bằng mực gì Tại cái khoản 6 À bài thi chỉ được viết bằng một chú ý một loại mực thôi các bạn chỉ viết được một loại mực có màu xanh màu xanh hoặc là màu đen đó chỉ có màu xanh hoặc màu đen không được sử dụng các loại màu mực khác mực nhũ mực phản quang hay là các bạn làm bài bằng bút chì đó làm bài thi viết mà là bằng bút chì thì không được như vậy chỉ được một loại mực thôi đó là các bạn dùng bút À, mực có màu xanh hoặc là mực có màu đen à, Đây là một loại mực thôi Nếu các bạn dùng màu, màu xanh thì không được dùng màu đen Mà các bạn đã viết màu đen thì không được dùng màu xanh à, Trong một bài thi mà có hai thứ mực trở lên là vi phạm quy chế tại điểm 6 rồi à, Ví dụ các bạn viết một đoạn là màu xanh Rồi các bạn hết mực rồi các bạn lại viết một đoạn là màu đen Thì như thế là vi phạm điểm 6 rồi các bạn phải hiểu ở đây là chỉ được một loại mực thôi loại mực đó là màu xanh thì thôi màu đen màu đen thì thôi màu xanh chỉ được một loại thôi đó, các bạn chú ý à, tại địa, điểm 6 này để khi các bạn làm thị, bài thi viết thì các bạn phải hết sức chú ý để khỏi phải vi phạm quy chế đó, các bạn chỉ đối trừ như vậy ở đây là chỉ được màu xanh à, hoặc là mà, à, chỉ được màu đen À, Chứ còn lại là màu tím là không được rồi Đúng không? Đó, các bạn chú ý à, Câu hỏi tiếp theo Thí sinh làm bài thi chỉ được viết bằng à, Một loại mực nào ngoại trừ à, Cô chú ý cái ngoại trừ Thế phương án A Các bạn viết à, Một loại mực có màu đen Hoặc một loại mực có màu xanh Là phương án đúng này Phương án B, một loại mực có màu đỏ này Phương án C, một loại mực có màu đen Phương án D, một loại mực có màu xanh thì A và C và D là phương án phương án đúng là được viết loại mực đó ngoại trừ phương án B à, các bạn một loại mực có màu đỏ là ngoại trừ ra là không được sử dụng à, các bạn chú ý phương án B đó hay là thí sinh làm bài à, thi viết bằng một loại mực nào thì vi phạm quy chế thì phương án A viết bằng một loại mực có màu tím là vi phạm rồi phương án b vít bằng một loại mực có màu đen thì là đúng rồi phương án c vít bằng một loại mực có màu xanh thì đúng rồi phương án d vít bằng một loại mực có màu xanh hoặc vít bằng một loại mực có màu đen thì như vậy phương án ở đây là vi phạm quy chế khi các bạn vít bằng một loại mực có màu tím đó là không đúng như ở trong thông tư đó, thì các bạn phải chú ý À, cái 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 mình nắm được bài à, để mình à, tránh cái trường hợp vi phạm quy chế. À, câu tiếp theo là đâu là thí sinh à, làm bài thi bị vi phạm quy chế? Phương án A là cả ba phương án à, thì chúng ta từ từ tính đến. Nếu có ba phương án đều đều là vi phạm quy chế thì à, chúng ta chọn cả ba phương án. Phương án B đánh dấu bài thi là vi phạm quy chế. Phương án C làm ký hiệu riêng lên bài thi là vi phạm quy chế. Phương án d viết bài thi bằng hai thứ mực là vi phạm quy chế. À, ví dụ các bạn viết màu xanh như viết màu đen à, bằng hai thứ mực là vi phạm quy chế. Như vậy b, c, d đều là à, các trường hợp vi phạm quy chế. cho nên các bạn chọn cả ba phương án. Đó, các bạn chú ý như vậy. Hai à, câu tiếp theo khi các bạn hiểu nội dung rồi thì các bạn là có năng lực áp dụng vào thực tiễn luôn đây. Tôi Giáo đang giải thích cho các bạn là loại câu hỏi mang tính chất áp dụng vào thực tiễn. Đâu là thí sinh làm bài thi vi phạm quy chế? Phương án A làm bài thi bằng mực đỏ là vi phạm quy chế rồi. Phương án C làm ký hiệu riêng lên bài thi vi phạm quy chế. Phương án D làm bài thi bằng hai thứ mực màu xanh và màu đen là vi phạm quy chế. Cho nên các bạn chọn cả ba phương án. Đó. Thì các bạn thấy như vậy là đâu là thí sinh làm bài thi bị vi phạm quy chế phương án a làm bài thi bằng một thứ mực màu xanh phương án b làm bài thi bằng hai thứ mực màu xanh và màu đen phương án c cả ba phương án phương án d làm bài thi bằng một thứ mực màu đen như vậy ở đây vi phạm quy chế là làm bài thi bằng hai thứ mực màu đen và màu xanh chúng ta chọn phương án b khi đó chúng ta loại trừ được cả ba phương án còn phương án a thì là đúng quy chế, phương án d là đúng quy chế, đó thì các bạn sẽ thấy chú ý là như vậy. hay là đâu là thí sinh làm bài thi vi phạm quy chế? phương án a làm bài thi bằng à, một thứ mực màu xanh là đúng quy chế, phương án c làm bài thi bằng bút chì, phương án d làm bài thi bằng một thứ mực màu đen. À, như vậy là khi chúng ta thi viết thì làm bài thi bằng màu xanh thì đúng hoặc làm bài thi bằng màu đen thì đúng và không được làm bài thi bằng bút chì, đó, cho nên loại trừ cả ba phương án, để đáp án đúng ở đây khi các bạn thi viết các bạn làm bài thi bằng bút chì là vi phạm quy chế, đó, à, chúng ta phải thấy là à, hay là đâu là thí sinh làm bài thi vi phạm quy chế, thì đây là cái loại câu hỏi áp dụng thực tiễn, phương án a làm bài thi bằng một thứ mực có màu xanh, phương án b làm bài thi viết bằng một thứ mực có màu đen phương án D làm bài thi có ký hiệu riêng phương án D cả ba phương án thì ở đây vi phạm quy chế khi các bạn làm bài thi có ký hiệu riêng tức là cái trường hợp đánh dấu ấy, thì người ta hay nói là các bạn đánh dấu ký hiệu riêng để gửi cho các giáo viên chấm là vi phạm quy chế đó hay là trừ phần ghi bắt buộc vào trang phách thí sinh không được ghi những gì à, lên bài thi đó thì các bạn để ý thí sinh không được ghi họ tên chữ ký của thí sinh, chức danh tên cơ quan hoặc các dấu hiệu khác à, lên à, cái cái bài thi mà không phải dơ vào phần phách, trang phách đó các bạn chú ý như vậy để các bạn tránh khi đi thi thì các bạn khỏi à, nhầm vào đấy. đấy, hay là khi các bạn vi phạm quy chế đâu là thí sinh làm bài thi vi phạm quy chế thì phương án thí sinh ghi họ tên chữ ký của thí sinh chức danh tên cơ quan lên trang phách đó thì à, là các bạn thấy là thí sinh ghi họ tên chữ ký của thí sinh chức danh tên cơ quan à, lên trên à, của cái trang phách này thí sinh ghi chức danh của thí sinh lên trang phách à, thí sinh à, thí sinh làm bài thi à, vi phạm quy chế đó thì ở đây là trừ cái trang phách ra mà các bạn ghi vào đây à, trừ cái trang phách à, trừ cái phần phách ấy Đến cái phần phách thì các bạn thấy ghi các trừ à, trừ các cái phần phách bắt buộc trên trang phách à, các bạn không được ghi thêm những cái gì à, lên à, trên trang lên trên bài thi nữa ví dụ như các bạn ghi lên trên bài thi họa tên chữ ký của các bạn à, chức danh tên cơ quan lên à, không phải trang phách thì là các bạn vi phạm quy chế đó Rồi, như vậy là đến đây các bạn có thể áp dụng vào này ví dụ các bạn trong trường hợp các bạn đến đến vừa vừa đúng 31 phút à, phương án nào sau đây khi thí sinh đến chậm tính từ khi bắt đầu giờ làm bài thi thì không được vào dự thi phương án a các bạn đến chậm 15 phút tính từ khi bắt đầu làm bài à, thi phương án b đến chậm 25 phút cũng như vậy phương án c đến chậm 31 phút phương án d đến chậm đúng 30 phút thì các bạn đến đến chậm đúng 30 phút thì các bạn vẫn được vào phòng thi còn đến chậm là 30 phút là trên 30 rồi các bạn đến chậm 31 phút là trên 30 giờ. thì các bạn đến chậm 31 phút từ khi bắt đầu giờ làm bài thi là các bạn không được vào dự thi cho nên các bạn chọn phương án c là các bạn không được vào dự thi rồi 31 phút là rất tiếc rồi đúng không đó thì câu tiếp theo đâu là thí sinh làm bài thi bị vi phạm quy chế phương án a thí sinh giữ trật tự trong phòng thi thì đương nhiên tốt rồi không vi phạm thí sinh tuân thủ mọi hướng dẫn của giám thị tốt rồi không vi phạm phương án c thí sinh hút thuốc lá trong phòng thi là vi phạm quy chế rồi. phương án d thí sinh không sử dụng bất à, không sử dụng chất kích thích trong phòng thi là các bạn không vi phạm quy chế như vậy phương án c thí sinh hút thuốc lá trong phòng thi là vi phạm quy chế đó à, đâu là thí sinh làm bài thi vi phạm quy chế phương án a thí sinh chép bài hoặc nhìn bài của thí sinh khác. Rồi phương án B, thí sinh trao đổi giấy thi giấy nháp với người khác. Phương án D, thí sinh trao đổi với người khác trong thời gian thi. Như vậy A, B và D đều vi phạm quy chế. Cho nên các bạn chọn cả ba phương án. Đó. Thì các các bạn thấy hay là câu tiếp theo, đâu là hành vi vi hành vi bị nghiêm cấm đối với thí, thí sinh? Thì phương án à, B, hành vi sao chép truyền tải thông tin có liên quan ra ngoài phòng thi hoặc nhận thông tin từ ngoài vào phòng thi à, hay là hành vi chụp ảnh đề thi để gửi ra ngoài phòng thi thì đây là hành vi bị nghiêm cấm đối với thí sinh à, giới thiệu với các bạn như vậy à, như vậy à, trong phòng thi thí sinh cần hỏi điều gì thì phải làm như thế nào thì phương án a thí sinh phải hỏi công khai giám thị phòng thi thì đây là đúng quy chế Phương án B thí sinh phải hỏi công khai thí sinh khác trong phòng thi thì cái này không được ghi trong quy chế. thi phương án C thí sinh phải hỏi giám sát phòng thi cũng không được uh, ghi trong quy chế. D thí sinh phải phải hỏi uh, giám thị uh, phòng thi. đó Thì chúng ta để ý là thí sinh phải hỏi giám thị phòng thi thì đúng nhưng mà phải hỏi công khai cho nên phương án A, phương án D thì phương án A đầy đủ hơn phải hỏi công khai thí sinh phải hỏi công khai giám thị phòng thi phương án D là thí sinh phải hỏi giám thị phòng thi nhưng mà chưa nói rõ là hỏi như thế nào thì phải hỏi công khai à, phải giơ tay xin phép hỏi công khai nói cho toàn phòng thi à, biết được là cái câu hỏi của mình là câu hỏi chính đáng được phép đó cho nên là chúng ta phải chọn phương án A thí sinh phải hỏi công khai giám thị phòng thi đó chúng ta để ý là trường hợp cần viết lại thì thí sinh phải làm như thế nào câu hỏi tiếp theo phương án a thí sinh gạch ngang phần đã viết trong bài thi để đúng quy định thí sinh gạch chéo phần đã viết trong bài thi các bạn có thể gạch ngang từng hàng một các bạn có thể gạch chéo chữ x cho toàn bộ cái đoạn viết để đều được như vậy phương án c thí sinh gạch chéo hoặc gạch ngang phần đã viết trong bài thi và viết ra lề bên lề tờ giấy thi là uh, chữ đoạn uh, này bỏ thì phương án c là không đúng như trong tài liệu vì không được viết ra lề tờ giấy thi là chữ uh, chữ thêm cái đoạn này là viết bỏ chẳng hạn là sai như vậy các bạn thấy là chỉ, chỉ đúng khi thí sinh chỉ cần gạch chéo hoặc là gạch ngang phần đã viết trong bài thi là đủ uh, là như vậy là đúng câu hỏi trả lời trong quy chế này là trường hợp cần viết lại thì thí sinh phải làm như thế nào thì đã quy chế quy định như vậy à, các bạn có thể áp dụng một câu này để giải quyết này thí sinh không được ra ngoài à, phòng thi đối với môn thi hoặc phần miễn thi đối với thời gian thi bao nhiêu phút thì theo quy chế theo cái quy chế điều 1 thì các bạn à, đối với các môn thi từ dưới 60 phút thì eh, các bạn à, không được ra ngoài à, đối với môn thi hoặc phần thi có thời gian làm bài à, từ 60 phút trở lại Đó, thì các bạn chọn phương án từ 60 phút trở lại à, Đối với môn thi viết chỉ được ra ngoài phòng thi sớm nhất sau bao nhiêu thời gian làm bài thi thì à, theo quy chế tại điều 1, các bạn chỉ được ra à, khỏi phòng thi sớm nhất sau 2 phần 3 thời gian làm bài thi sớm nhất là sau 2 phần 3 À, nếu thi 180 phút thì các bạn biết rồi là sau 2 phần 3 là phải 120 phút. Thì các bạn muốn nộp bài sớm thì các bạn chỉ được ra khỏi phòng thi sớm nhất à, sau à, thời gian làm bài thi là 2 phần 3 thời gian làm bài thi. Các bạn nắm như thế các bạn chuẩn bị. À, trong thời gian không được ra ngoài à, phòng thi theo quy định mà nhất thiết thí sinh phải ra à, ra khỏi ra, ra khỏi phòng thi thì phải được ai giải quyết thì trong trường hợp này các bạn phải nói là phải được trưởng ban coi thi giải quyết thì các bạn mới được à, à, ra khỏi phòng thi. Rồi à, các bạn thấy trong trường hợp ốm đau thì quy quy chế quy định như thế nào à, trong thời gian không được ra ngoài à, phòng thi theo quy định nếu thí sinh có đau ốm bất thường thì phải báo cáo giám thị và giám thị à, phòng thi phải báo cáo với ai để chiêm xét giải quyết thì trong trường hợp này giám thị phòng thi phải báo cáo với ai thì giám thị phòng thi phải báo cáo với trưởng ban quy thi còn phương án a y tế hội đồng thi là, là không là không đúng như trong tài liệu à, phương án c giám sát phòng thi không đúng như tài liệu cả 3 phương án bị loại trừ trong trường hợp này giám thị phải giám thị phòng thi phải báo cáo với trưởng ban quy thi để được xem xét giải quyết đó các bạn thấy quy định rất chặt chẽ đúng không à, Thí, thí sinh phải ngừng làm bài và nộp bài cho giám thị phòng thi uh, ngay khi nào ngay khi giám thị tuyên bố hết thời gian làm bài thi Đó. khi giám thị tuyên bố hết thời gian làm bài thi thì thí sinh phải ngừng làm bài Đó. các bạn nắm được quy chế này hay câu hỏi ra sau đây là phương án nào sau đây thí sinh đến chậm tính từ khi bắt đầu giờ làm bài thì vẫn được dự thi thì phương án A đến chậm 30 phút à, từ khi bắt đầu à, làm bài thi. Phương án C đến chậm 29 phút à, kể từ khi bắt đầu làm bài thi. Phương án D đến chậm 25 phút. Như vậy là A cũng được vào, B cũng à, C cũng được vào, D cũng được vào. Cho nên các bạn chọn cả 3 phương án. À, như vậy là trường hợp đến chậm 30 phút vừa vừa, à, vừa, vừa đúng, không quy định. Trên 30 phút thì V mới không được vào. À, các bạn phải nắm như vậy rồi tình quy chế tiếp theo khi nộp bài thi cho giám thị phòng thi thí sinh phải làm gì như vậy các bạn phải chú ý khi nộp bài thi cho giám thị uh, trong phòng thi thì các bạn phải làm gì thì phương án a các bạn phải ký vào danh sách nộp bài thi và giao bài thi cho giám thị thu bài thi uh, như vậy chỉ ký và giao bài thì chưa đầy đủ uh, đúng với quy chế phương án b phải ký vào danh sách dự thi thì cũng chưa 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 đầy đủ À, phương án C phải ký vào danh sách nộp bài thi và giao bài thi cho giám thị số 1 thì nó không à, không đúng như trong tài liệu à, phương án D phải ghi tổng số tờ giấy thi đã nộp và ký vào danh sách dự thi như vậy các bạn khi các bạn nộp bài cho giám thị phòng thi các bạn phải ghi tổng số tờ giấy thi ví dụ các bạn có 3 tờ à, 3 tờ giấy thi thì các bạn phải ghi vào danh sách 3 tờ sau đó các bạn ký à, vào danh sách đã nộp bài thi À, tất nhiên là đã nộp bài thi thì giám giám thị phải nhận bài của các bạn à, và cái tổng số tờ giấy thi này các bạn phải ghi vào để tránh trường hợp đó là các bạn có 3 tờ thì các bạn ghi hai tờ các bạn có hai tờ các bạn ghi 4 tờ thì nó sai cho nên cái chỗ này giám giám thị phòng thi sẽ giám sát các bạn để các bạn ghi đúng như, như à, à, tổng số giờ thi của các bạn à, giờ, giờ các bạn ký vào danh sách đã nộp bài thi đó các bạn chú ý là cần là À, nhiều bạn quên không ghi tổng số thì giám thị sẽ nhắc. À, các bạn chưa ký thì giám thị sẽ nhắc mà các bạn trực tiếp ký chứ không được người khác ký thay. Thì các bạn chú ý là các bạn trực tiếp ghi tổng số tờ giấy thi và các bạn trực tiếp ký vào danh sách à, nộp bài thi. À, chứ không được ký thay nhá. Lưu ý như vậy. À, tiếp theo, trường hợp thí sinh không làm được bài thì có phải nộp bài thi không? thì quy chế sẽ viết như thế nào? trường hợp thí sinh không làm được bài, à, khi nộp bài thi cho giám thị phòng thi thì thí sinh có phải có phải làm gì? thí sinh phải làm gì? thì thí sinh à, cũng phải nộp lại giấy thi và phải ghi tổng số tờ giấy thi à, đã nộp và ký vào danh sách nộp bài thi như vậy không làm được bài cũng phải nộp ví dụ các bạn à, bỏ hoàn toàn giấy trắng cái tờ giấy thi đó các bạn vẫn phải nộp và các bạn ghi tổng số tờ của các bạn à, như các bạn làm được bài và ký nộp vào à, bài dự thi đối với thí sinh không làm được bài thì vẫn phải nộp bài thi như thí sinh đã làm được bài là vẫn phải ký ghi rõ tổng số tờ giấy thi rồi các bạn ghi uh, ký vào danh sách nộp bài thi đó phương án a thí sinh không phải nộp bài không phải nộp lại giấy dự thi là phương án sai phương án C thí sinh nộp tờ giấy thi chỉ nộp tờ giấy thi mà không ký cũng là à, chưa đầy đủ là cũng à, chưa được coi như là sai thí sinh ký vào danh sách nộp bài thi và ghi vào cột ghi chú không làm được bài thi thì là cũng là phương án sai các bạn chú ý là các bạn không làm được bài vẫn phải nộp bộ giấy trắng vẫn phải nộp đó quy chế là quy định như vậy này à, các bạn phải chấp hành này trường hợp tổ chức thi trên máy tính khi phát hiện máy tính không sử dụng được thì thí sinh phải làm gì thì các bạn phải căn cứ vào là thí sinh phải kịp thời báo cho giám thị để giải quyết xem xét giải quyết trong trường hợp thi trên máy tính khi trắc nghiệm trên máy tính khi phát hiện máy tính của các bạn không sử dụng được hoặc bị treo hay có vấn đề lỗi gì đó các bạn phải báo ngay phải báo kịp phải kịp báo ngay cho giám thị để xem xét giải quyết đó, thì các bạn phải chú ý các phương án khác là phải kịp báo cáo cho giám thị phòng thi để xem xét giải quyết này. rồi phương án gây bẫy là phải kịp báo cáo cho giám uh, giám sát giám thị phòng thi à, phản thời về, 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 về báo cho ra giám sát phòng thi à, giờ các bạn lại báo cáo cho uh, người sử dụng phòng máy là không đúng đó phương án này ở đây đúng là phải báo cáo kịp thời cho giám thị để xem xét giải quyết à, trường hợp tiếp theo là trường hợp tổ chức thi trên máy tính trường hợp nào những thí sinh bị điểm không à, bị điểm không phương án a trưởng ban coi thi phát hiện thí sinh dự thi ký thay thí sinh khác thì là không đúng nữa. mà ở đây là thí sinh khi dự thi không ký xác nhận vào bảng kết quả trước khi ra khỏi phòng thi như vậy thí sinh không ký xác nhận vào bảng kết quả trước khi ra khỏi phòng thi là xem như bị điểm không à, các bạn chú ý khi thi thực hành trên máy tính À, trước khi ra khỏi phòng thi các bạn phải ký xác nhận vào bảng à, kết quả trước khi các bạn ra khỏi phòng thi Hay là à, giám thị phát hiện thí sinh à, dự thi ký thay thí sinh khác Thì tất cả các thí sinh, thí sinh A ký thay cho thí sinh B Thì thí sinh A cũng bị điểm 0, thí sinh B cũng bị điểm 0 Cho nên các bạn chú ý không được ký thay à, Như vậy là à, chúng ta phải chú ý à, các trường hợp mà à, ký thay À, như vậy là à, trong trường hợp ký thay thì các bạn phải hết sức chú ý đó thế còn lại trường hợp xuất trình giấy tờ à, trước khi vào dự thi thì à, quy chế quy định như thế nào thí sinh xuất trình giấy tờ nào để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi à, phương án a là cả ba phương án phương án b là chứng minh nhân dân phương án c là hộ chiếu phương án d là căn cước công dân thì các bạn thấy rằng là B C D đều được Hộ chiếu vì có ảnh mà đó chứng minh nhân dân cũng có ảnh căn cước công dân có ảnh cho nên chúng ta chọn cả ba phương án có ảnh à, các bạn cứ thấy là phải có ảnh để nhìn thực tế con người luôn à, để có thể là à, đối là à, đối chiếu luôn đó thì các bạn để ý là à, thí sinh xuất trình giấy tờ nào để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi ngoại trừ đó, phương án A căn cước công dân là đúng rồi vì có ảnh này, hộ chiếu có ảnh này, giấy cai sinh này thì thẻ đảng viên này, thì thẻ đảng viên thì có ảnh này. Như vậy ngoại trừ giấy cai sinh, vì giấy cai sinh thì đôi khi không có ảnh mà. Thế cho nên giấy khai sinh chúng ta tìm ra ba loại giấy tờ để giám thị đối chiếu trước cái vòng phòng thi ngoại trừ à, A là được này, C à, B là được này, D là được này, ngoại trừ giấy cai sinh là vì không có ảnh đó. Thì ngoài các giấy tờ khác mà như căn cứ công dân rồi chứng minh nhân dân thì quá, quá, rõ rồi các loại giấy tờ tùy thân khác thì trên phần mềm có giới thiệu với các bạn thêm à, theo quy định 123 năm 2025 thì có đăng ký cấp cái giấy tờ tùy thân có thể là minh chứng đó là hộ chiếu này chứng minh nhân dân này thì căn cước công dân này giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân cho cơ quan thẩm quyền cấp quản giá trị quản giá trị sử dụng đó giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân cho cơ quan có thẩm quyền cấp nhé còn à, giá trị sử dụng đó, thì người ta gọi là các giấy tờ tùy thân khác à, tùy trường hợp thí dụ có trường hợp là giấy giấy phép lái xe mà có ảnh mà do cơ quan thẩm quyền cấp thì cũng được à, giấy chứng minh của các lực lượng vũ trang thì đảng viên thì nhà báo đó nhưng mà à, tùy theo các trường hợp từng lĩnh vực mà giấy tờ tùy thân có thể có các loại giấy tờ khác nhưng có ba loại chủ yếu à, đó là chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân. À, các bạn tham khảo thêm thông tin à, những loại giấy tờ khác thì vì trong quy trong quy chế ghi à, là à, các bạn thấy là à, xuất trình giấy chứng minh nhân dân này hoặc này thẻ căn cước công dân này hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có sẵn ảnh đó để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi chúng ta phải chú ý các loại giấy tờ khác là có cái chữ gián ảnh đấy mà giấy tờ tùy thân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp có gian ảnh thì đều thỏa mãn cái 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 trường hợp hoặc một trong các loại giấy tờ khác chứ còn lại thẻ căn cước công dân thì quá tường minh rồi Giấy chứ chứng minh nhân dân thì quá tường minh rồi đó để cung cấp thêm thông tin để cho các bạn nắm được À, cái điều một à, quy định đối với thí sinh à, như vậy tôi đã à, giới thiệu xong với các bạn là học câu hỏi trắc nghiệm cho cái điều một à, còn lại điều 2 là xử lý vi phạm đối với các thí sinh và các điều khác liên quan đến thí sinh thì à, các bạn có thể à, xem học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm của thầy à, như vậy là à, thông qua việc học câu hỏi trắc nghiệm để giải quyết tình huống à, từng câu một thì các bạn căn cứ vào tài liệu các bạn muốn học cái mục này hoặc là học cái mục khác các bạn kích chuột vào một lớn này để nó quay lui à, để kết thúc phim làm việc với phần mềm để bảo mật cái mật khẩu của mình thì các bạn kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình có cái hình người này nhấn nút trái để xuất hiện cái chữ thoát để các bạn thoát ra khỏi phần mềm sau đó các bạn sắp down Windows rồi các bạn tắt máy tính à, quy trình 3 bước của cái việc sử dụng máy tính là khi các bạn muốn nghĩ làm việc thì các bạn nên thực hiện làm ba bước: bước 1 thoát ra khỏi phần mềm ứng dụng, bước 2 tắt down Windows, bước 3 tắt nguồn điện máy tính để phòng không may máy tính cháy nổ. Mặc dù máy tính là cháy nổ rất hiếm xảy ra, gần như không xảy ra, nhưng chúng ta vẫn phải phòng để đảm bảo an toàn cho khi các bạn sử dụng máy tính. Thầy khuyên các bạn như vậy. Như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên các bạn có nhu cầu kết nối zalo với thầy giáo một trong hai số hiển thị trên màn hình à, các bạn xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chạm tay vào nút đăng ký trên youtube thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký để chuyển thành đã đăng ký thì các bạn sẽ có được hai tiện ích tiện ích thứ nhất các bạn xem video bài giảng theo từng mục rồi có video bài giảng mới các bạn nhận được sớm nhất à, chúc các bạn thành công